Năm 2018, một tập đoàn lớn đã thông báo sẽ đầu tư khoảng 6.000 tỷ đồng xây lại sân vận động Hàng Đẫy trở thành tổ hợp thương mại giải trí thể thao như mô hình các sân vận động trên thế giới. Nhưng đến nay, dự án đã phải hủy bỏ vì thiếu cơ chế cho phép tư nhân được đầu tư quản lý các công trình văn hóa thể thao. Có một số các nhà đầu tư, người ta bày tỏ cái quan tâm, người ta xây dựng cái sân vận động đấy, cải tạo hoặc xây mới cái sân vận động đấy như một cái khu liên hợp thể thao, như là các cái sân vận động hiện đại ở giải ngoại hạng Anh chẳng hạn. Thì đây là một cái ý tưởng rất là tốt, và nhà đầu tư nếu mà họ có cơ chế là họ có thể thực hiện được. Tuy nhiên ấy, thì chúng ta biết là theo cơ chế hiện nay thì tất cả những khu đất đó đều là tài sản công, đều là tài sản công. Và dường như thì có một cái sự lo ngại về cái việc là nếu mà cho tư nhân đầu tư như thế thì biến cái tài sản công đó phục vụ công cộng đấy thành tài sản riêng của doanh nghiệp và chỉ doanh nghiệp đó được khai thác thôi. Thì đây là một cái vướng mắc trong cái luật đầu tư công, chúng ta không có cái cơ chế để thu hút nhà đầu tư. Và thứ hai nữa là cái cơ chế, cái thủ tục, đặc biệt là liên quan đến cái tài sản công phục vụ cộng đồng, rồi định giá những cái tài sản đấy như thế nào, đem ra góp vốn ra sao, thì chúng ta cũng không có cơ chế. Vì vậy mà tất cả những cái mục tiêu đó chỉ là cái ý tưởng thôi. Theo các chuyên gia, việc thủ đô có 3 đội bóng chuyên nghiệp gồm câu lạc bộ Hà Nội, Thể Công Viettel và Công an Hà Nội là điều đáng mừng, nhưng lại thiếu thốn đến mức cả 3 đội phải dùng chung một sân vận động rõ ràng không phải là tín hiệu tích cực có thể giúp bóng đá thủ đô phát triển trong tương lai. Hệ thống các sân vận động thì gần như là tỉnh nào cũng có đấy, nhưng mà cái tình trạng của nó thì không đáp ứng được cái việc tổ chức các cái sự kiện lớn. Để làm được điều này ấy, thì nhà nước cần phải tạo ra các cái khuôn khổ pháp lý nó phù hợp, nó thuận lợi cho cái sự tham gia của tư nhân và của các cái doanh nghiệp. Chúng ta thiếu một cái cơ chế rõ ràng để cho những cái đơn vị quản lý những cái sân đấy, người ta có cơ chế để người ta hoạt động sản xuất kinh doanh như một doanh nghiệp. Bởi vì bây giờ là những cái đơn vị đó thì người ta vẫn hoạt động vì cái mục tiêu lớn nhất của họ là mục tiêu là phục vụ cộng đồng, phục vụ thể thao thôi. Thế còn cái mà cái mục tiêu là lấy được tiền làm sao mà thu hút được cái nguồn tiền và doanh thu và có lợi nhuận để tái đầu tư lại thì lại không được đặt nặng. Và nếu mà họ cũng muốn làm như thế, nhưng mà cái cơ chế hiện nay, đặc biệt là trong cái bối cảnh là cơ quan chủ quản là những cái đơn vị của nhà nước, hành chính nhà nước, cái thủ tục hành chính nó tương đối là phức tạp và rườm rà. Thế vì vậy mà họ muốn đầu tư, rồi muốn marketing, rồi muốn hoạt động như một doanh nghiệp thì rất là khó.